cảm viên F160 có lắp đặt tủ điện được không vậy công ty? Tôi muốn đặt mua, tư vấn cho tôi với. Với câu hỏi của khách hàng ngày hôm nay, vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga cùng nhau đi tìm hiểu phiên bản cải tiến mới nhất của dòng sản phẩm máy ép cắm viện F160 lắp đặt tủ điện được là làm theo yêu cầu của khách hàng. Và hãy cùng xem dòng sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Và đây sẽ là trọn bộ thiết bị máy ép cắm viện F160 phiên bản lắp đặt tủ điện quý vị sẽ nhận được tại nhà. Với phiên bản này thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem máy hoạt động ra sao trước đã nhé. Với máy ép cắm viên F160, 3 quả lô lắp đặt tủ điện. Đây là dòng sản phẩm chuyên dùng để ép đa dạng các loại nguyên liệu thô tươi khác nhau thành cắm viên. Quý vị có thể tận dụng mọi loại nguyên liệu sẵn có dư thừa trong sản xuất nông nghiệp, trong gia đình hay tại địa phương, phối trộn đồng đều lại với nhau và đảm bảo độ ẩm 20-25%. Là quý vị đã có thể tận dụng ép ra được những viên cắm chất lượng dinh dưỡng giá thành rẻ ngay tại nhà. Với phiên bản máy ép cắm viên F160 lắp đặt tủ điện, quý vị cũng chỉ cần kết nối với nguồn điện dân dụng 220V. Gạt áp Thomas để khởi động máy, lúc này hệ thống đèn báo volt sẽ báo chính xác nguồn điện nhà quý vị đang sử dụng. Nếu trên 220V là đã có thể sử dụng máy, vậy thì chúng ta sẽ bấm công tắc để khởi động máy. Và tiến hành đổ nguyên liệu vào phễu nạp của máy để tiến hành nghiền ép ra những viên cám chất lượng. Quý vị lưu ý trong quá trình sử dụng máy cần quan sát quả lô và điều chỉnh ba bu lông ở bên thân máy để quả lô tỉ sát với mặt sàng ép ra được cắm viên. Máy thiết kế cải tiến với ba quả lô ép giúp nâng cao năng suất hơn so với các dòng máy ép cắm viên hai quả lô trước đó. Với F160 ba quả lô, bạn có thể tự sản xuất cắm viên dinh dưỡng giá rẻ ngay tại nhà với năng suất lên tới 180 cân một giờ, lại còn có thể tiết kiệm lên tới 40% chi phí chăn nuôi. Máy ép cắm viên 3 quả lô giúp bà con chủ động chuẩn bị nguồn thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng cho vật nuôi, bởi máy có thể ép đa dạng các nguyên liệu đầu vào, nên bà con muốn cho vật nuôi ăn thức ăn gì thì có thể cho nguyên liệu đó vào ép thành cắm viên, giúp vật nuôi dễ hấp thu hơn. Khi sử dụng máy ép cắm viên gia đình 3 quả lô, bà con không cần phải lắp đặt thêm nguồn điện 3 pha để vận hành máy, bởi máy sử dụng nguồn điện 220V, vô cùng tiện lợi cho bà con. Cấu tạo buồng làm việc của dòng máy ép cắm viên F160 sẽ bao gồm 3 lô nghiền. Như vậy, số lượng lô nghiền của máy này đã có sự cải tiến so với các dòng máy làm cắm viên 1 pha 2 quả lô khác. Với cấu tạo 30 nghiền sẽ giúp quá trình vận hành máy năng suất hiệu quả hơn. Thành phẩm đầu ra bà con thu được có dạng cắm viên. Với kích thước đồng đều, bà con có thể trực tiếp sử dụng cho gia súc gia cầm tại nhà. Cửa ra thành phẩm được thiết kế dạng dốc xuống, giúp bà con dễ dàng thu thành phẩm hơn, cho dù máy vận hành liên tục với năng suất cao, từ đó tránh được hiện tượng vương vãi cám gây phung phí nguyên liệu của bà con. Với dòng máy ép cắm viên F160 3 quả lô, chỉ với một chiếc máy, bà con có thể làm ra đa dạng cắm viên với kích cỡ khác nhau bằng cách thay đổi mặt sàng 3, 4, 5 ly và điều chỉnh độ dài viên cám từ 0,8 đến 2cm bằng cách điều chỉnh dao cắt ở trước cửa xả sản phẩm để phù hợp với nhiều loại vật nuôi và từng giai đoạn phát triển của chúng. Vừa rồi thì quý vị đã cùng với Ngọc Nga cùng nhau theo dõi qua quá trình hoạt động của dòng sản phẩm này. Thế như quý vị thấy thì cũng giống như phiên bản máy ép cắm viên F160 3 quả lô trước đó, máy cũng được thiết kế dạng thẳng đứng với một đầu ép cám và cùng với đó là một cửa ra sản phẩm. Tuy nhiên ở phiên bản này chúng ta đã được thấy thêm đó là một bộ phận tủ điện. Ở đây sẽ bao gồm các loại công tắc đèn báo. Với phiên bản cải tiến mới nhất này, hệ thống công tắc đèn báo sẽ hỗ trợ bà con trong công đoạn đó chính là đảm bảo hoạt động ổn định, hạn chế những tình trạng chập cháy xảy ra. Cùng với đó là kiểm soát được nguồn điện nhà quý vị có đủ đảm bảo để hoạt động máy đem lại hiệu suất cao nhất hay không. Máy ép cắm viên F160 sử dụng động cơ có công suất 3kW, được làm hoàn toàn bằng 100% lõi đồng, giúp máy bền hơn so với sử dụng các loại động cơ khác. Động cơ có tốc độ vòng quay 1.450 vòng trên 1 phút, kết hợp cùng các bộ phận khác của máy sẽ đảm bảo chất lượng và năng suất. Một trong những ưu điểm khác của dòng máy làm cắm viên F160 so với các dòng máy ép cắm viên trục liền khác là cấu tạo với hệ thống dây Cura truyền lực. Hệ thống dây Cura tải lực sẽ giúp quá trình vận hành của máy hạn chế hiện tượng quá tải, đảm bảo tuổi thọ sử dụng cho động cơ.
và toàn bộ hệ thống động cơ, dây gura, hệ thống bảng điện đều được đặt trong gầm máy, sẽ hạn chế được bụi bẩn hay giò nhiễm, tránh gây nguy hiểm cho bà con trong quá trình sử dụng. Với sự hỗ trợ của dòng sản phẩm máy ép cảm biến F160 phiên bản lắp đặt tủ điện, công đoạn chế biến thức ăn cho vật nuôi trở nên nhàn hạ, nhanh chóng và an toàn hơn bao giờ hết. Với phiên bản cải tiến mới nhất này, quý vị còn có điều gì thắc mắc hay không ạ? Quý vị có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình, hoặc là để lại ý kiến của mình ở phía dưới video clip này, Ngọc Nga sẽ nhanh chóng phản hồi cho quý vị khách hàng. Đến đây, thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay thì cũng đã đến hồi kết thúc. Rất cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video này. Ngọc Nga xin chúc tất cả quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video thú vị tiếp theo về dòng sản phẩm này.